Hello xin mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Gray đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với The Skibidi World nha các bạn nha. Và đây chính là tập mới nhất, tập 105 nha các bạn. Trời, cái phim này nó tới 100 tập rồi các bạn à. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau được gặp lại anh Titan G-Man các bạn à. Một Titan mạnh nhất trong thế giới Skibidi nha. Nhớ lại cho video này một nút like ủng hộ cho anh G làm tiếp. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký với video để cho sớm đạt được 3,6 triệu người đăng ký nha các bạn. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu video thôi. Nhớ like đi kênh nha. Hai cái đó là hoàn toàn miễn phí đó các bạn ơi. Let's go. Ok các bạn à, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video luôn nha. 105 The Skibidi World, let's go. Rồi, vô rồi đó. Titan Speakerman và Titan Cameraman. Xin chào mấy anh. Bạn nào có biết câu có nghĩa là gì không? Trời, chỉ có những dân chơi Sigma mới biết được thôi nha. Có nghĩa là báo lại đi kênh đi đó. Hả? Ô, Titan Siren. Hello anh bạn. Hai Titan kia đã đi rồi. Tôi cần biết anh ấy ở đâu. Anh ấy là ai vậy Titan TV Man? Anh trai của tôi. Có nghĩa là Titan Computer Man chính là anh trai của Titan TV Man các bạn. Let's go baby. Ông này biết không? Để con trả lời sao nha. Tôi cần phải đưa anh ấy về nhà. Wait what? The Necroman Lia. Hình như căn cứ của tụi Necroman. Oh my god. Ai vậy? Wow, Titan TV Man tới. Chết tụi bay rồi con ơi. Mày nè, lũ Skibidi theo phe của thằng thần chết các bạn. Trong phim này là không phải là chỉ có hai phe quân đoàn liên minh và tụi Skibidi đâu, mà còn có thêm một phe nữa là tụi thần chết đó các bạn ơi. Necroman, The Phantom Sprite. Gì từ này đọc sao vậy trời? Spy hả? Chắc đọc dễ quá các bạn ơi. Nói chung mày đây là căn cứ của thằng Phantom, căn cứ bóng đêm, gọi vậy đi cho dễ. Từ này anh chơi không biết đọc sao luôn á. Cái gì vậy? Wait a minute. Có gai tùm lum luôn các bạn. Và có một đốm lửa xuất hiện. Cái gì đây? Wow. Đây là con Skibidi phiên bản thuốc axit nè. Chúng tôi hiểu rồi. Hiểu gì vậy? Tôi không hiểu nè, tôi là người không hiểu nhất ở đây nè. Hãy giải thích cho tôi hiểu đi. Một con Skibidi kết hợp với lại toilet. Alo, Skibidi là toilet kết hợp với lại camera. Alo, kết hợp với lại micro. Cái gì đây? Sau đó. Later mà dịch là sau đó. Later là hẹn gặp lại mới đúng á. Vụ gì vậy? Đưa cái con Skibidi kia mới đưa cho cái gì á các bạn ơi? Đưa đây cho anh. Cái gì đây? Một cái tấm thẻ. Ủa, ai mà cái mặt bị ghê vậy? Wait what? Một con Skibidi bị nát một bên mặt. Và tụi nó cười với nhau. Xuất sắc lắm em. Chúa tể của chúng ta sẽ hài lòng thôi. Wait what? Đó là cái gì vậy? Oh! Đó chính là chìa khóa để kích hoạt siêu sức mạnh các bạn ơi. Đây nè, ở đây chúng ta sẽ có 6 loại chìa khóa khác nhau. Chìa khóa tổng hợp nè, chìa khóa camera, chìa khóa speaker, chìa khóa computer, chìa khóa micro và chìa khóa TV. Hiện tại là tụi nó có 2 cái chìa khóa rồi. Oh no baby. Oh, tụi Skibidi tới kìa. Tụi Skibidi bây giờ theo phe của ai vậy? Wait what? Mày không biết bây giờ tụi Skibidi trong phim mày nó theo phe của ai luôn á các bạn ơi. Con Skibidi bóng ma, Phantom Skibidi. Vậy nó chính là chùm của chỗ này đó. Ủa, trong đây là gì đây, mấy anh cameraman hay gì? Trong đây là những con Skibidi nhưng mà nhìn mặt tụi nó có vẻ khá là sợ hãi các bạn. Dường như là tụi nó có thể bị mang tới đây để thí nghiệm hay gì đó. Lần chuyển giao linh hồn cuối cùng này chắc là đủ cho sự biến đổi của cô ấy. Là sao? Chuyển giao linh hồn là sao? What the hell? Wait what? Có vẻ như là cái con Skibidi Phantom mà nó sẽ hút linh hồn của những con Skibidi bình thường.
Vậy tức là tụi nó mang tới đây để làm vật thí nghiệm hay không? Để làm vật hiến tế. Ây vô. Và sau khi hút linh hồn xong thì con này nó sẽ biến đổi các bạn ơi. Trời ơi, nó biến đổi gì mà ghê vậy, nó mọc ra tùm lum á. Wait what? Biến đổi ghê quá đi, trời ơi, nó là ác quỷ các bạn ơi. Nhìn này, nó chính là một con ác quỷ địa ngục các bạn à. Trời ơi, ghê quá đi, thật là gớm ghiếc quá. Cái gì vậy? Không hề gớm ghiếc. Quá đẹp gái. Khùng mấy cha. Quá gớm ghiếc các bạn à. Gớm ghiếc cái nỗi mà trái tim của anh chị nó phải mở lòng ra đó nhá. Bậy nữa rồi. Gớm. Con này ghê, con này quá vật. Tất cả hãy tránh đà nhường cho anh chị. Ê nó giận hơi. Con này quá vật, con này quá vật mà. Nghĩ sao vậy? Ôi. Vậy đó giờ cái con Skibidi Phantom này nó chính là con gái các bạn. Đây nghĩa là hình dạng thật sự của nó. Vậy nó có tới 3 hình dạng nha. Hình dạng con Skibidi, rồi hình dạng quái vật hồi nãy, và hình dạng nữ hoàng trong tim anh đó. Nữ hoàng đế ác quỷ địa ngục vậy nè. Trời ơi, ghê chưa. Ô, và tụi Skibidi bị hút hết linh hồn rồi. Tụi nó chuyển qua màu trắng đen rồi bạn ơi. Đây là nữ hoàng trắng đen. Gì vậy? Và tụi nó sẽ... Ui, bà này bà lại hút linh hồn của tụi Skibidi tiếp kìa. Rồi xong luôn. Tội nghiệp mấy đứa này quá. Đã bị hút linh hồn. Cô ấy đã sẵn sàng. Tuy nhiên sức mạnh của cô ấy và Necromancer vẫn bị hạn chế ở cõi phàm trần. Có nghĩa là hai người này đến từ địa ngục nha các bạn nha. Tụi này ác quỷ á. Nhưng với đủ linh hồn, chúng ta có thể đạt được quyền năng toàn năng của họ trên thế giới này. Có nghĩa là Necromancer và cái bà đó đang hấp thụ linh hồn của con người và tụi Skibidi để có thể là mạnh hơn nữa trên thế giới này nha các bạn nha. Tại vì thật sự là họ không được tồn tại ở trên đây. Ui. Họ đã sẵn sàng chưa, nhà phát minh? Ê, mình phải giả giọng con gái mới đúng chứ luôn các bạn. Để giả giọng con gái lại cho các bạn nghe nha. Nè. Họ đã sẵn sàng chưa nhà phát minh? Tôi đang trong quá trình chuẩn bị cho cựu hoàng đế Toilet và người máy cánh tay phải của ông ấy cho việc triển khai của bạn đó. Giỡn mặt hả cái thằng kia? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Trong lúc chờ đợi, tại sao bạn không tham gia cùng Jimmy tại căn cứ của tụi Speakerman? Cái gì? Bây giờ bà sẽ đến căn cứ của Titan Speakerman hả? Thôi tình nghĩa đôi tay chấm dứt tại đây nha chị. Không được đâu. Ok các bạn ơi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem một cái bài phân tích về cái bộ phim này. Nãy giờ coi xong anh Jay cũng chả hiểu gì chứ. Và đây chính là bài phân tích của kênh Mật Vụ Gen Z nha các bạn nha. Mấy bữa nay các bạn fan nó kêu mình xem cái kênh này. Có vẻ như là kênh này phân tích khá là hay đúng không? Để hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem thử nha các bạn. Phân tích Skibidi Toilet World tập 105 Phantom Toilet biến đổi mỹ nhân xinh đẹp độc ác. Let's go baby. Ok. 105 Phantom Toilet. Rồi ok. Mad Inventor trở lại. Made in Vendor. Thì trong một vài video trước đây, mình đã từng nói rằng Phantom Toilet dù có vẻ ngoài hơi kinh dị và có nét khá giống thanh niên Glitch Toilet trong vũ giống con trai. Thật ra nó mang giới tính nữ. Là con gái. 105 mới ra lò, chúng ta mới chính thức được Verlaine xác nhận điều đó bằng một diện mạo vô cùng xinh đẹp, thậm chí vô có thể nói cùng là một xinh trong đẹp. Những nữ top đầu của tất cả các đa vũ trụ Skibidi Toilet. Nếu như mà cái bà này mà solo với bà già cà tím thì ai đẹp hơn các bạn? Hãy bình luận cho mình biết ở phía dưới nha các bạn nha. Ê, tất nhiên bà đây rồi. Ê, giỡn hoài, không ai đẹp, TV mình là đẹp nhất. Ngoài ra, chúng ta còn được đề cập rất nhiều thông tin quan trọng khác nữa, từ Chia Dion mới, tình trạng của Titan TV cho đến sự hồi sinh của một nhân vật tưởng chừng đã ngỏm từ hơn chục năm. Hồi sinh? Cụ thể ra sao? Ai? Video, ta sẽ ai hồi sinh? Chi tiết nhá. Ok mà cụ Gen Z. Nếu bạn quan tâm game Roblox Fruit, Liên Quân, Free Fire thì ghé vô cửa hàng của tôi nhé. Dưới mô tả. Ok mà cụ Gen Z nha.
Mở đầu là khung cảnh nơi bốn Titan đại chiến ở tập trước sau khi thành công giải thoát Sonner khỏi khống chế. Sonner, Sonner mà hồi nãy mình gọi là cái gì? Mình gọi là Micro hay mình gọi là Siren gì các bạn? Xin lỗi nha, mình lỗi sai. Coi nhiều phim quá nó bị liệu, thông cảm cho anh Jay đi, thông cảm đi, bấm lại đi. Và Titan Cameraman gửi lời chào và rời khỏi đó. Riêng Sonner chào Sonner Cinema Titan giữ lại để hỏi về điều mà tất cả chúng ta đều thắc mắc. Titan Cameraman đâu? Nhỏ đang ở đâu? Ủa? Titan TV nhỏ chứ không phải là Titan Cameraman hả? Cùng lo lắng cho người em của mình và quả quyết khẳng định rằng dù sao cũng phải đưa Titan TV trở về. Tuy nhiên, Titan TV thì ai cũng đoán được có chuyện không lành xảy ra với Titan TV. Chuyện cả khiến một hang động đen tối hơn cả hang của fan MU. Với fan MU mà đen tối gì mà vụ Gen Z ơi, không có đâu. Fan MU là sáng lắm hiểu không? Tôi là fan MU đây. Với toàn những tên toilet mắt xanh, theo lời dẫn chuyện thì đó chính là hang ổ nơi Necromancer ngự trị và chuyện gì đến Necromancer cũng đến. Necromancer ở đây hả? Muốn thấy nhất cuối cùng cũng phải thấy. Titan TV nằm bất động dưới đất bị đám toilet trà đạp, phần màn hình của anh bị chiếc lưỡi hái xuyên qua. À vậy có lẽ là anh trai của em trai của Titan Cinema Man là Titan TV Man. Trời ơi là trời, trong phim này nó tùm lum hết, mình cứ tưởng là Titan Computer Man chứ. Có thể thì bốc. No god please no. 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 Cháy và bị thương khắp nơi. Nói cách khác, Titan TV hiện tại đã không còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Một phút mặc niệm cho anh ấy nào các bạn à. Rồi hết rồi đó, video này một phút mặc niệm người ta ghi người ta bỏ đi hết. Ai cũng đoán được từ trước, bởi lẽ sau khi tìm lại được chân dạng thì Necromancer đã không cần đến Titan TV nữa. Dù biết vậy nhưng tình cảnh ấy vẫn rất đau lòng. Được Sonner Titan chỉ vị trí, Titan Cinema Man dịch chuyển đến tới trả thù. Và trước mắt anh là xác của người em trai. Khỏi cần nói cũng biết, gốt của chúng ta phẫn nộ đến mức nào. Anh tách rời hai chiếc TV trên vai, kích hoạt kiếm năng lượng và bắt đầu đồ sát tứ phương. Hay nói đúng hơn là bắt đầu công cuộc trả thù. Theo những gì quan sát được thì tại hang ổ Necromancer lúc ấy chỉ có đám lính lắc. Dù được ban sức mạnh chiêu hồn và trở thành âm binh đầu đinh, nhưng nhìn chung sâu bọ cũng không thể nào hóa thành hải xâm được. Với sức mạnh của chúng, let's một go. Chém là say đắm, hai chém là đắm say. Riêng kẻ thù thật sự của anh là Necromancer. Một chém là say đắm, hai chém là đắm say. Còn đối các bạn, ba chém là gì? What? Trời, chắc nhiều bạn kêu ba chém là ngủ luôn đúng không? Không có. Ba chém là bấm lại đi kênh liền đi mấy cha. Coi nãy giờ chắc hơn 10 phút mà chưa bấm lại đi kênh nữa. Coi chùa viết thiệt chứ. Bấm lại liền nha. Bộ các tướng lĩnh khác thì chúng đều có công việc riêng nên không ở hang ổ. Nghĩ okay. Như thế cũng may anh em ạ. Trong cơn phẫn nộ, Titan Cinema đã không kiềm chế được hành động của mình mà lao thẳng vào địa bàn của địch. Hên á, không có chết á. Gần như chỉ ngang một tướng lĩnh của phe Toilet. Nếu lúc ấy có mặt G-Man, Toilet, Plague và chết luôn á bạn, bị giết chết á. Thậm chí đen đủi hơn nữa là Necromancer về kịp lúc thì Titan nhà ta khó thoát. Thật lòng mà nói thì không thoát được là biến thành đệ tử của thằng này nha các bạn nha. Thằng này là chuyên gia lấy linh hồn và chuyển linh hồn ác quỷ vô cơ thể đó các bạn. Là nó điều khiển á. Không solo thắng nổi gã chiêu hồn sư đâu. Chỉ mong gốt chúng chiêu ta hồn sư tỉnh táo nhận ra điều ấy, mang xác của Titan TV trở về rồi mai này báo thù sau. Tiếp tục báo thù sau, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mang tên The Phantom Spire. The Phantom Spy. Ủa vậy nãy mình đọc đúng rồi mà. Sở của Phantom Toilet nằm chót vót trên đỉnh một thân cây nhọn trông vô cùng hắc ám. Bầu trời xung quanh tối đen như mực, sấm sét rền vang và bán kính xung quanh gần như không có dấu hiệu sự sống. Nói chung đây giống như mô tả về hang ổ của những ma vương trong phim ấy anh em ạ. Ma vương. Phantom Toilet xuất hiện ra lệnh gì vương. Đó và đám Toilet ở bên dưới bắt đầu tiến hành một kế hoạch điên rồ. Tên Mutant Toilet mang sức mạnh Micro xuất hiện ở những tập trước nhảy xuống. Micro. Hắn đang cầm trên tay một vật thể bí ẩn. Vừa đưa ra thì Plague cũng tạm biệt. Cái đó là cái này nè. Có thể đơn giản là thanh niên bệnh. Các bạn có biết cái chìa khóa của tộc Speaker đang ở trong tay ai không? Chính là trong tay của mình. Okay. Dịch này không có hứng thú ở lại hóng drama, hoặc cũng có thể hắn nhận được tin hang ổ Necromancer đang bị tấn công. Cái đó ta phải okay. Chờ tập sau mới biết được. Từ trong thang máy, một tên Strider Toilet bước ra. Hắn có vẻ là quản gia của khu vực Phantom Spire này và là tín đồ trung thành của Phantom Toilet. Tiếp nhận vật thể bí ẩn với hình dạng như thẻ nhớ chứa phim hành động nhớ tên Mutant, tỏ ra vô cùng hào hứng và khen ngợi. Làm tốt lắm, đúng cái là vậy? Con trai của ta.
và đặt đúng đó là con trai của ta. Nói thêm về tên quản gia này thì ngoài khuôn mặt kỳ lạ nửa bình thường nửa tổn thương ra thì chắc chắn khả năng chiến đấu cũng không phải dạng vừa. Cái này là mới quýnh lộn với anh Titan The Real Man mắc ma xong. Không chỉ sở hữu những khẩu súng có khả năng bắn hạt tương tự Plague mà còn có những vũ khí sắc nhọn phục vụ cho việc chiến đấu tầm gần. Đương nhiên sắc xanh chủ đạo phát sáng trên cơ thể ấy đồng nghĩa với việc tên này cũng là kẻ được Necromancer ban sức mạnh. Khi tấm thẻ kỳ lạ đang được kết đệ tử Necroman, hắn nói rằng chúa của chúng ta sẽ rất hài lòng. Ở đây tên Toilet đã dùng từ Lord để gọi chúa kẻ đứng đầu. Wait, nếu what? Dịch thường nó sẽ là chúa tể, tương tự với những băng đảng quái vật phản diện gọi thủ lĩnh của họ, hoặc tương tự như Lord trong bộ phim chúa tể của những chiếc nhẫn. Okay. Khi nếu nó được dịch là chúa thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Từ ấy sẽ mang màu sắc tôn thờ và tâm linh hơn nhiều so với chúa. Là có thêm một vị thần khác trong phim này hả? Úi giời. Wait a minute. Vị thần gì cũng không bao giờ bằng một vị thần đang ngồi đây nào nha các bạn nha. Chúa tể, tức là kẻ đứng đầu ấy cũng không đơn giản chỉ là thủ lĩnh mà còn có xuất thân không hề tầm thường. Riêng mình thì thấy trong trường hợp này, dịch là chúa có thể sẽ hợp lý hơn anh em ạ. Chúa tể chỉ dùng với những gã như Toilet Imperial trước đây mà thôi. Sau khi kết nối thành công, thiết bị trên tay hiện lên màn hình một loạt biểu tượng. Vô đây. Khi ấy chúng ta mới biết được sự thật rằng thứ vừa được kết nối chính là chìa khóa của căn cứ. Tôi đang cầm một cái. Đám Toilet đã lấy được sau cuộc đột kích trong những tập 101, 102. Nếu anh em còn nhớ thì trong tập 102, Necromancer đã nói rằng phe của hắn đang sở hữu chiếc chìa khóa của căn cứ Micro và chỉ cần thu thập đủ 5 cái còn lại, admin của phe liên minh sẽ không còn nào để trú thân. Vậy là bây giờ tụi nó có 2 cái rồi, còn 4 cái nữa. Cái trái đất sẽ thuộc về hắn. Và với chiếc chìa khóa của căn cứ A vừa mới được tên quản gia dung nạp, phe Toilet đã có 2 trên 6 cái và chỉ còn thiếu 4 cái của các căn cứ TV, speaker, camera và computer mà thôi. Yên tâm đi anh em, ngay bây giờ 3 triệu bạn fan đâu, hãy qua nhà anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau giữ lấy cái này. Đừng có cho tụi Necroman lấy cái này, nó không mà trái đất của chúng ta sẽ biến mất đó anh em à. Bằng cách là nghe bây giờ bấm nút like đi kênh liền, chúng ta lên được 6 triệu, ông lên được 4 triệu nha các bạn nha. Từ trên cao, hai tên Toilet Shipper mang đến 2 thùng container và đặt xuống xung quanh đốm lửa trắng. Từ đốm lửa ấy, Phantom Toilet xuất hiện. Nó mở một thùng container ra thì bên trong đang nhốt những quỷ. DVD Toilet nữ bình ma vương. Bình thường ở đây tức là không bị Necromancer biến thành âm binh đấy anh em. Gã quản gia nói, đinh. Lần chuyển giao linh hồn cuối cùng này chắc là sẽ đủ cho sự biến đổi của cô ấy. Nói chuyển giao linh hồn thì hơi khó hiểu, nhưng sự thật chính là Phantom Toilet hút hồn của những tên Toilet ấy đấy anh chưa? Em. Và vì đây là lần cuối cùng nên từ trước đến nay chắc chắn đã có hàng trăm, hàng ngàn con Toilet xấu số đã bị hiến tế rồi. Ngay lập tức một ánh sáng trắng bí ẩn bùng lên như vừa có ai selfie bên trong thùng container. Coi nè. Phantom thành công hấp thụ những sinh mạng mới. Nhìn nó như một con rồng quá trình biến đổi. Thú thật với ban đầu mình vẫn nghĩ con Toilet này vốn dĩ đã xấu nên dù có biến đổi đến mức nào đi chăng nữa cùng lắm cũng chỉ thăng tiến về mặt ngầu, nhưng mình đã sai rồi anh em ạ. Sai rồi. Beautiful nữa. Beautiful. Sau một pha biến hình ngầu, Phantom Toilet gần như trút bỏ hoàn toàn hình dạng Toilet nhỏ bé của mình, thay vào đó là hình form vô cùng ngầu lòi, vừa to lớn vừa có cánh, tay chân đầy dây bằng sắc nhọn. Nói chung nhìn vẻ ngoài ấy rất quen thuộc. Đúng rồi, đây chính là những đặc điểm của chủng tộc Chiadion bá đạo được xem là sứ giả của thần. Cộng... Wait, what? Là có vẻ như bà này bá mạnh ngang ngửa tay từng G-Man á hả? Với cách gọi chúa mà mình phân tích ban nãy, thì tỷ lệ phải đến 99% Phantom Toilet có bản chất là Chiadion anh em ạ. Xét theo màu sắc, chúng ta đã có white, orange và pink. Dù Phantom cũng có màu trắng, nhưng không thể nào có hai white Chiadion tồn tại trên đời được. Đúng rồi. Nếu hắn là black sẽ hợp lý hơn. Sau khi show ra hình màu dạng đen của mình, Phantom thu nhỏ lại về một hình dạng khác. Điều này hoàn toàn giống Necromancer, có điều khuôn mặt của tên chiêu hồn vẫn là quái vật, còn khuôn mặt của Phantom lại là một thiếu nữ xinh đẹp, thậm chí có thể gọi là hoa hậu của thế giới Toilet, sánh vai cùng Suzy hay những mỹ nhân từ vũ trụ khác. Trong dạng này... ai đẹp hơn ta? Tất nhiên là TV của mình đẹp nhất rồi, dẫn hoài. Phantom từ đầu đến chân đều có màu đen chủ đạo. Duy chỉ có vầng sáng xung quanh và một bên tóc là màu trắng. Điều đó càng củng cố thêm việc nữ phản diện này chính là Black Chiadion, còn Necromancer là Green Chiadion. Tiếp đến thùng container còn lại, Phantom dùng siêu năng lực. Vậy là mấy đứa này cũng là tộc Titan G-Man luôn. Vậy là ngay bây giờ mai mốt là Titan G-Man màu tím là một mình cưng hai nha các bạn nha. Và hấp thụ tiếp những Toilet còn lại. Tên quản gia và Mitchell tiếp tục bàn bạc. Chúng nói rằng Phantom đã sẵn sàng để phá đảo thế giới ảo. Tuy nhiên sức mạnh phá đảo thế giới ảo đang bị giới hạn ở cõi phàm trần. Chỉ còn cách hấp thụ thật nhiều linh hồn thì sức mạnh của hai người họ mới trở lại.
đang ngồi hăng say. Đột nhiên Phantom di chuyển ra phía sau từ lúc nào khiến tên quản gia giật thót tim. Đó có thể là năng lực di chuyển tức thời, nhưng thứ làm mình bất ngờ hơn nữa là câu hỏi sau đó của cô: chúng đã sẵn sàng chưa, Inventor? Chúng đã sẵn sàng chưa? Anh em không nghe nhầm đâu. Lão quản gia với một bên mặt bị hỏng chính là Matt Inventor Toilet. Bằng một cách nào đó hắn không... Ồ, thì ra hắn ta là tên tiến sĩ chứ còn ai nữa. Chỉ sống sót sau đòn cảm tử bằng bom hạt nhân mà còn đi theo Phantom nữa. Thì ra là vậy. Pearl và Malware đang được cải tạo gì đấy và tốn một ít thời gian. Điều ấy khiến Phantom nổi giận và làm toilet chúa tể toilet công nhân sau lưng. Rõ ràng toàn bộ những gì mà waifu phản diện này thể hiện từ nãy đến giờ toàn là siêu năng lực tâm linh. Và chúng ta sẽ được thấy rõ điều ấy trong chiến dịch sau đó, khi mà Inventor đề nghị Phantom trong lúc rảnh rỗi hãy cùng G-Man tấn công vào căn cứ tộc Speaker. Và tập phim hôm nay gia tộc của tôi. Trước đây trong video xếp hạng, mình đánh giá cao Phantom, nhưng không ngờ phản diện này lại mạnh đến mức độ như hiện tại. Không chỉ ao trình G-Man và các thủ lĩnh khác, mà Phantom sau khi lấy lại hình dạng thật sự còn đứng ngang hàng với Necromancer. Sức mạnh linh lực của cô cũng là một... Necromancer là triệu hồi ra những con màu xanh lá, còn bả triệu hồi ra những con màu trắng đen. Sức mạnh ảo ma bá đạo hơn hẳn sức mạnh ảo ma Canada. Nói thật là kể từ tập này trở về sau, tỷ lệ 90% phe liên minh cùng các Titan sẽ ăn hành ngập mồm. Liệu họ có cách nào để đối phó hay không thì cùng mình bây giờ chỉ còn sau. Một cách thôi, Titan G-Man tới cứu các bạn à. Đó, giờ thì đến với góc bình luận thôi nào. Đầu tiên là bạn Hiền Bùi. 2 phút 12, không chỉ hội đồng mà còn bị phục kích nữa cơ. Chuẩn bạn ơi, nếu đó là hành động của đám phản diện thì đã bị gọi là chơi dơ rồi. Chẳng qua là hành động của phe chính diện nên được tẩy trắng thành chiến thuật. À đúng rồi, phe chúng ta là Astro bên vũ trụ gấp. Astro trong vũ trụ zombie là con gà. Astro trong đa vũ trụ là mấy thằng hề. Ok rồi các bạn, mình nghĩ là video của mình ở đây cũng khá là dài rồi các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này nha. Nếu bạn thích video này nhớ lại cho video một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Và các bạn có bất kỳ một giả thuyết nào về The Skibidi World á thì cứ bình luận phía dưới cho anh chị biết để anh chị học hỏi nha các bạn. Chứ ở vũ trụ này thì anh chị cứ quên tới quên lui hoài các bạn à. Tại vì anh chị thích nhất là vũ trụ của anh hai của mình thôi các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn. À quên, vũ trụ Doom Studio nữa. Hẹn gặp lại các bạn video ngày mai giống này đi kênh nha. Bye bye. Give me what I'm looking for.